nhà bàng chương thứ 105 mưu cục dự Vương sửng sốt ngẫm nghĩ lại câu này một lượt chậm rãi hỏi ý tiên sinh là sau khi tạ Ngọc bị kết án ta đã khuyên điện hạ nên thu tay lại đối với Thái tử giặc cùng đường chớ đuổi xem ra điện hạ đã coi là ta hết việc nên nói chơi dự Vương nhớ lại quả thực có chuyện như vậy không khỏi lúng túng Tên sinh chỉ nói một câu như vậy, bản vương cho rằng không quan trọng lắm. Nói tới đây, hắn ta đột ngột dừng lại. Tô Chiết quả thật là mưu sĩ của hắn. Có điều vị kỳ lân tài tử này luôn không có thái độ tích cực. Tô Chiết chỉ đưa ra ý kiến của mình, còn hắn nghe hay không thì Tô Chiết cũng chưa bao giờ ép buộc, không nghiêm túc suy nghĩ về những đề nghị của Tô Chiết đó là sai lầm của chính mình thái tử dù có lỗi thì đó cũng là thái tử do bệ hạ lập gần đây điện hạ chèn ép quá mức đã chạm vào vảy ngược của bệ hạ rồi mai trưởng tô thở dài lắc đầu chẳng lẽ điện hạ không cảm thấy gần đây ân sủng vơi dần hay sao quả đúng là như vậy phụ hoàng gần đây rất lãnh đạm bản vương cũng vô cùng khó hiểu chuyện này thì có gì là khó hiểu mai trưởng tô nói không hề khách khí một đông cung thái tử bị điện hạ đẻ không ngẩng đầu lên được trên triều đình quần thần cúi đầu không ai dám đối nghịch với điện hạ điện hạ cho rằng bệ hạ thích nhìn thấy cảnh này ư ừ. còn phải thêm chút ân sủng để khuyến khích hay sao nhưng nhưng phụ hoàng luôn luôn không sai bệ hạ luôn luôn ủng hộ điện hạ đấu với thái tử nhưng phát triển tới cục diện như bây giờ lại vượt qua dự liệu của bệ hạ mấy thượng thư mất chức tranh luận trên triều về trường thứ chuyện phường làm pháo bị bại lộ còn vụ án động trời của tạ ngọc tất cả những chuyện này đều xảy ra ngoài ý liệu của bệ hạ mà bệ hạ lại coi toàn bộ là kiệt tác của điện hạ điện hạ nghĩ xem trong tình hình không nhận được sự hỗ trợ của bệ hạ mà điện hạ lại có năng lực bẻ sạch vây cánh của một đông cung thái tử đẩy đông cung thái tử rơi xuống thế hạ phong bệ hạ làm sao có thể không sợ hãi không nghi ngờ không chèn ép điện hạ Chàng nói đến đâu dự vương đổ mồ hôi lạnh đến đó. Đến lúc chàng nói xong, dự vương lập tức chắp tay nói. Bản vương gần đây thật quá đã lỗ mãng. Chuyện đến nước này còn có cách nào vãn hồi hay không? Điện hạ cũng không cần quá hoang mang. Bệ hạ cố ý ban ơn cho tĩnh vương chính là để nhắc nhở điện hạ tỉnh táo một chút. Cần nhớ kỹ ai đang ngồi trên cừu ngũ. Đây cũng chính là một cách để bảo vệ điện hạ ta nhìn biện hạ có ý ghét bỏ thái tử, lập thái tử khác là chuyện sớm hay muộn, có điều thái tử chỉ có thể bị phế vì bệ hạ thất vọng và chán ghét hắn, chứ không phải vì điện hạ công kích, cướp lấy uy vọng rồi lên thay thế. Chắc là điện hạ cũng hiểu rõ sự khác nhau giữa hai chuyện này chứ dự vương là người giỏi xem xét thời thế cân đo lòng người không cần nói rõ hơn thì trong lòng hắn ta cũng đã minh bạch lập tức ngồi xuống gật đầu nói không sai càng là lúc như thế này thì càng không thể sột ruột phụ hoàng ban ơn cho tĩnh vương là để xem phản ứng của ta chỉ cần đi sai một bước thì hậu quả sẽ khó lường chỉ lấy tĩnh chế động mới là tốt nhất mai trưởng tô lộ vẻ đồng ý mỉm cười nói <laughs> Giờ đây địch thủ lớn nhất của Điện Hạ vẫn là Thái Tử. Có điều bên phía tĩnh vương cũng không thể để không đề phòng, dặn tần cô nương để ý một chút là được. Dự vương gật đầu, vẻ mặt dần trở nên thoải mái, nhìn Mai Trường Tô cười nói, nếu tiên sinh chịu ở trong phủ của ta để ta thỉnh giáo bất cứ lúc nào thì đã không đến mức sai lầm như vậy. Hắn cũng đã đề nghị Mai Trường Tô chuyển về phủ của hắn đến cả chục lần, nhiều lần bị từ chối cũng không nhụt chí, quả là có phong thái của người yêu tài, đáng tiếc có yêu tài đến mấy thì chuyện không thể đáp ứng cũng vẫn không đáp ứng được. Tô Mỗ nên nói gì nên làm gì, đều nói hết làm hết, không hề giữ lại ở trong lòng mai trường tô tựa lưng vào ghế thả lòng tứ chi vẻ mặt thản nhiên cho dù có chuyển đến quấy giày vương phủ thì ta cũng không nói nhiều hơn một câu vậy có gì là khác nhau dự vương lập tức khuyên nhủ tiếp tạm biệt tổ tiền sinh là dã hạc nhàn mây không chịu được gò bó thực ra trong phủ ta cũng không có quy củ gì tiền sinh tùy tiện thế nào cũng được Mai Trường Tô cười thầm cười lạnh trong lòng. Đã đến làm mưu sĩ rồi thì còn dã hạc nhân mây gì nữa. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn nở nụ cười khéo léo từ chối. Điện hạ mưu việc lớn, quy củ là không thể bỏ được. Sao có thể phá lệ vì tô mỗ? Đúng rồi, vụ án của Tạ Ngọc đã kết thúc. Không biết điện hạ chuẩn bị an trí nhà họ trác như thế nào? À, Đương nhiên là chăm sóc chu đáo để bọn họ về thiên tuyển Sơn Trang an ổn qua ngày. Nhà họ chắc tự có căn cơ, bản vương cũng không cần bận tâm quá nhiều. Nói vậy cũng đúng, chắc đỉnh phong dù có bị thương, nhưng căn cơ của thiên tuyển Sơn Trang vẫn còn, trải qua kiếp nạn này, tương lai vẫn có ngải dương oai. Mai Trường Tô suy nghĩ một lát lại nói, Mặc dù nhà họ chắc vẫn còn thực lực trên giang hồ, nhưng dù sao bọn họ cũng là người tạ ngọc từng dùng. Điện hạ không thể dùng lại, không bằng để bọn họ thoát ra khỏi chuyện này. Điện hạ cũng được danh tiếng hiền đức và độ lượng. Dự vương ngạc nhiên, bản ý của hắn đương nhiên là phải khai thác hết lực lượng của nhà họ chắc, rồi sẽ có lúc nhà họ chắc có thể hỗ trợ được hắn. Lúc này nghe Mai Trường Tô nói như vậy, vội nói, thế lực giang hồ mặc dù không được vào triều đình nhưng cũng có tác dụng nhất định nhà họ trác dù có trao đảo thế nào thì rốt cục vẫn có vài phần sức mạnh vì sao có tô mỗ ở đây điện hạ còn lo lắng gì chuyện giang hồ mài trưởng tô bình thản nói dự vương vẫn đợi câu này của tông chủ giang tả minh lập tức lộ vẻ vui mừng Vân về rìa mép cười nói Nói đúng lắm Cho dù là chắc ra vẫn còn hưng thị Thì trong mắt tổ tiên sinh Cũng chưa chắc là đã có thiên tuyển sơn trắng <laughs> Điện hạ quá khen Lời cuồng vọng như vậy ta lại không dám nói Mai trường tô dù nói khiêm tốn Nhưng vẻ mặt lạnh lùng Ngạo khí như xương Toàn thân lộ ra thần thái tự tiên Khiến kẻ khác không thể xem nhẹ Vừa nghĩ đến việc vị kỳ lân tài tử tính toán như thần danh tiếng vang dội giang hồ này hiện đang dưới trướng của mình, dự vương đúng là vui mừng và đắc ý không nói nên lời. Mọi buồn bực sốt ruột đố kỵ giận dữ lúc mới vào đã tan thành mây khói. Lúc này những gì cần nói đều đã nói hết. Dự vương vốn muốn trao đổi, tầm sự thêm vài lời để gia tăng tình cảm nhưng nói đến mấy đề tài mà Mai Trường Tô lại chỉ ập ờ đáp lời, không có hứng thú bắt chuyện. Hơn nữa, phi Lưu vẫn ở bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Dự vương đành phải đứng dậy, cáo khách sáo cáo từ, quả nhiên chủ nhân không hề giữ lại. Sau khi dự vương rời phủ, Mai Trường Tô dỗ dành phi lưu vài câu, dặn thiếu niên đang sầm mặt không vui này ở lại bên ngoài, còn mình thì mở cửa đi vào mật đạo, nghiêng người đi vào đi theo địa đạo tới mặt thất vừa bước qua cửa đá vị mai làng giảng tả rất ít khi lộ vẻ xúc động này đã phải giật nảy mình. Mồng Chí không phải là người duy nhất đang có mặt ở trong mật thất. Ông ta đang chắp tay sau lưng đứng bên tường, vừa nghe thấy tiếng cửa đá mở ra liền quay lại. Con người ngồi trên ghế bên cạnh bàn, đang trong đèn đọc cuốn Tường Địa Ký, lại là tĩnh vương tiều cảnh diễm. Tô tiên sinh đến rồi, mông chí liền chào hỏi. Vừa dục tĩnh vương điện hạ nhìn thấy ta cũng giật mình như thế ta đã, đã giải thích với điện hạ tại sao mình đã ở trong này rồi. Tĩnh vương đặt quyển sách trên tay xuống, thản nhiên hỏi, dự vương đi rồi à? Mai trường tô bình tĩnh lại bước tới chào, bái kiến điện hạ, dự vương vừa mới đi. Tiên sinh đã gặp dự vương thì chắc hẳn cũng biết vài chuyện. Dạ, mai trường tô khẽ gật đầu, nghe nói thì bệ hạ lệnh cho ngài chỉ huy tuần phòng doanh, lại còn ý tiến phong ngài làm thân vương. Sao? tịnh vương sửng sốt, ta lĩnh chỉ nắm quyền chỉ huy tuần phòng danh thì có, nhưng còn chuyện phong thân vương thì làm gì có? bệ hạ không có đặc chỉ cho phép điện hạ vào cung bất cứ lúc nào sao? Ồ, chuyện này thì có, sau này ta vào cung vấn an mẫu phi không cần phải xin chỉ nữa. chính chuyện này đã khiến dự vương tức giận, điện hạ không để ý rằng đây là đặc quyền chỉ thân vương mới có sao? Khi đó, tĩnh vương nhận được đặc quyền này nhưng chỉ vui mừng vì mình có thể gặp mẫu thân bất cứ lúc nào, không hề nghĩ đến chuyện khác. Nghe Mai Trường Tô nhắc nhở như vậy, trong lòng hắn cũng vui vẻ nhưng đột nhiên trần trừ. Đúng là ta không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay là sinh nhật sinh thần của mẫu phi, có lẽ phụ hoàng chỉ ban ơn chứ không hề có ý tiến phong. Mai Trường Tô suy nghĩ một chút nói, là xem đã chắc đến 89 phần 10, Điện Hạ được tiến phong thần vương vốn là chuyện hợp lý, cho dù lúc bệ hạ ban ơn cũng không nói tới, nhưng sau đó khi nội đình thảo chiếu chỉ đóng ngọc tỷ thì chắc chắn là sẽ nhắc nhở bệ hạ đây là đặc quyền của thân vương. Một khi cho phép ngài đặc quyền của thân vương mà lại vô cớ từ chối tiến phong hàm vị thần vương thì còn gì là ân sủng. Bệ hạ đã có ý thi ân thì sẽ không chỉ làm một nửa khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Cho nên sớm thì ngày tháng này, muộn thì đến trước lễ mục tế giữa mùa thu, nhất định sẽ chính thức tiến phong. Như vậy thì tụt, mông chí vui vẻ nói, mỗi lần tĩnh vương điện hạ gặp dự vương cũng phải đỡ thấp hơn một bậc nhưng mà bây giờ đã nổi bật như thế thì có thỏa đáng không? Tịnh vương nhèo mắt, không phải tiên sinh vẫn dặn ta là phải th thấp điệu, phải khiêm tốn hay sao? Ồ, xưa này khác, bây giờ khác, mai trưởng tô trầm tĩnh, bây giờ sức ảnh hưởng và quyền lực của điện hạ còn kém, đương nhiên thấp điệu khiêm tốn vẫn là thượng sách có điều một mực lùi bước giấu mình nửa bước không tiến cũng không phải là cách tốt nhất chúng ta không tranh tuần phòng doanh nhưng đã đến tay thì cũng không cần đẩy ra ngoài điện hạ phấn đấu gần một năm này nếu đến bây giờ chỉ thu về dưới chướng một tuần phòng doanh mà ta không thể giải quyết hậu quả thì tổ mẫu đã không hoàn thành vai trò của một mưu sĩ ta vẫn phải nói lại lời này, điện hạ không thể liều lĩnh tiến lên, nhưng cũng tuyệt đối không thể không tiến. Tốt, tĩnh vương gật đầu dứt khoát, bệ hạ trực tiếp giao tuần phòng doanh cho ta, nó bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận ta vẫn lò láng, xáo trộn những sạp xếp của tiền sinh, nếu không xào thì tốt quá, có điều phía bên thái tử và dự vương. Thái tử bây giờ tự thân còn khó giữ Trong mắt dự vương điện hạ Có được phong cửu tích thân vương Thì hắn cũng sẽ không phân tâm đối phó điện hạ Còn dự vương vừa rồi Thì ta đã khuyên bảo vỗ về rồi Hắn nếu hắn nghe ta Không làm khó điện hạ Thì điện hạ có thể tranh thủ thời gian Và cơ hội này để củng cố thực lực mạnh hơn Còn nếu hắn chỉ làm bộ tiếp thu đề nghị của ta Trên thực tế vẫn không kiềm chế nổi lòng đố kỵ Nhất định phải chèn ép điện hạ cho hà dạ thì chúng ta sẽ mượn lực đẩy lực đưa một vài chuyện đến mặt trước mặt bệ hạ đến lúc đó người ban ơn cho điện hạ sẽ tự đứng ra để giải quyết vậy chẳng phải là dự vương làm thế nào cũng không đúng sao mồng chí không khỏi cười to <cười> rõ ràng là một chuyện bất ngờ mà tô tiên sinh lại có thể chuẩn bị đối sách chu toàn như vậy thật sự làm người ta bội phục bội phục <laughs> người mưu sự đương nhiên là phải vậy vẻ mặt mai trường tô không hề tỏ ra tự đắc nếu đặt cược thành công vào lựa chọn của đối thủ thì đó là hạ sách khi chỉ khi bất kể đối thủ lựa chọn thế nào đều có phương sách đối phó tương ứng thì mới coi như tạm nắm được đại cục điện hạ dù chưa đạt được đến mức này nhưng bây giờ xem như có căn cơ rồi nghe chàng nói như vậy tĩnh vương thấy yên tâm hơn rất nhiều từ khi hạ quyết tâm giải oan cho vòng huynh, khao khát và chấp niệm đối với ngôi vị hoàng đế của hắn ta lại tăng gấp mấy lần. Ngoài việc chính mình cần tích cực học hỏi, tranh thủ mọi thời cơ để giải quyết các sự vụ, tích lũ kinh nghiệm, thì có rất nhiều phương diện. Hắn ta đều dựa vào mai trường tô, hơn nữa, có ý thức khống chế sự chán ghét theo bản năng của mình đối với các mưu sĩ không thể thành kiến ảnh hưởng đến phán đoán. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng Mai Trường Tô vẫn khuây khỏa vì những cố gắng của tĩnh vương. Có lúc nhắc tới chuyện này với mông trí, nét mặt chàng hết sức vui vẻ. Nhưng Mai Trường Tô không hề biết, trong mắt mông trí, sự vui vẻ này của chàng lại khiến ông ta cảm thấy xót xa vô cớ. Hôm nay tính phi nương nương nhất định rất vui mừng. Lúc này thấy hai người đều không nói gì nữa. Bầu không khí có chút trầm lặng. Mồng chí vội nói xen vào. Có ấn chỉ của bệ hạ sau này điện hạ muốn gặp nương nương thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Câu này đương nhiên chỉ là lời trao đổi xã giao, cho nên tĩnh vương cũng chỉ mỉm cười khẽ gợt đầu đáp lại. Kỳ thực trước đây, mỗi lần tĩnh vương và Mai Trường Tô gặp Mặt trong mật thất thì không khí không buồn tẻ thế này. Bản xong chuyện đấu đá, hai nghìn lời thảo luận việc chiều chính cụ thể, thường mỗi lần đều thảo luận tới một hai canh giờ nhưng mà hôm nay mông trí ở đây tĩnh vương không muốn nhiều lời không phải là hắn ta không tin tưởng vị đại thống lĩnh cấm quân này chỉ là mặc dù mông trí có thái độ sẽ giúp hắn giành quyền kế vị nhưng mà trong lòng vẫn trung thành với hoàng đế trước rồi sau đó mới trung thành với hắn nói chuyện mình đã tham dự cuộc tranh đấu này trước mặt mông trí cũng không sao nhưng mà tĩnh vương không muốn mông trí nghe thấy quá nhiều chính kiến bất đồng và với những quyết định xử việc chiều của hoàng đế. Mai Trường Tô đã nhìn ra tâm tư của Tiêu Cảnh Duệ, cho nên chàng cũng không chuyển sang đề tài khác. Có điều thấy mông trí cố gắng khuấy động bầu không khí lại không nhịn được cười nói. Ngày mai đại thống lĩnh phải nhận ca sớm đúng không? Điện hạ cũng nên về nghỉ ngơi đi. Tĩnh Vương đã sớm muốn kết thúc buổi gặp không thể trao đổi gì hơn này nên lập tức tiếp lời. Lại làm phiền phiên sinh hồi lâu, à, ta cũng nên về nghỉ sớm lúc nào có chuyện khó xử lại đến thỉnh giáo tiên sinh sau. Mai Trường Tô không khách sáo thêm, chỉ khẽ cúi người. Mồng chí đứng giữa cũng vội xoay người ôm quyền hành lễ từ biệt. Tĩnh vương gật đầu đáp lễ, quay người đi đến cánh cửa đá dẫn về phủ đệ của mình. Vừa đến cạnh cửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn ta quay lại, đưa tay cầm lấy quyển tưởng địa chí vẫn đặt ở trên bàn hỏi. Quyển sách này rất hay, vừa rồi ta còn chưa đọc xong, tiền sinh không ngại, cho ta mượn về đọc mấy ngày chứ. Hết chương thứ 105.